Cào chỗ này chỗ bóng mà. Cào ở trước này nhá. Đấy. Ok ok. Thôi đi ra đi. Mỗi khi về nhà được gặp mẹ cũng như người thân thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và được giúp mẹ mỗi khi vào bếp thì đấy là một điều mà tôi cảm thấy rất là vui. Thực sự tôi cũng khá là thích cái nấu ăn này. Và tôi nghĩ là trong tương lai tôi sẽ phải học nấu ăn thật là giỏi hơn. Bán cho cháu 20 rồi. Thật là giỏi hơn. Bán cho cháu 20 rồi. Chân giò à? Vâng. Dạ vâng ạ. Khi nào được về thì có hay nấu ăn không? Em chỉ phụ giúp mẹ em là chính. Thế có học được nhiều món chưa? Em hầu như là toàn ăn là chính thôi. Nhưng mà nấu cũng được đúng không? Biết nấu mấy món đúng không? Cũng biết nấu mấy món đơn giản. Để hôm nay thử xem nhé. Bình thường hay đi thi đấu ở các nơi thì em hay làm món gì cho cả đội? Em nhớ là cái đợt mà đi đá vòng chung kết U19 châu Á ở Ba Lan thì bọn em ở đấy ở một cái căn hộ ấy thì nó có đầy đủ bếp núc rồi ở dưới nó lại có ngay quán tạp hóa, thì thường bọn em toàn mua những đồ như là nó có thịt gà tươi này, đùi gà, cánh gà. Em với ai vào bếp? Thường thì tất cả anh em, nhưng mà chủ yếu là em nấu. Còn các bạn kia thì như ở Trinh trước thì đứng nhìn mới cổ vũ, rồi cuối cùng là rửa bát. Thế là cuối cùng là các bạn phong cho em là danh hiệu đầu bếp của đội đúng không? Nên không biết là nấu có ngon không, nhưng mà chắc là em nấu nhiều nên bọn nó cứ khen em để lần sau em lại tiếp tục vào nấu tiếp. Thành công.